Xin chào quý anh chị đã đến với kênh YouTube Vườn To nhé. Thì hôm nay em Trung Vườn To vừa có một lô hoa giấy rất là đẹp. Đấy là màu phớt hồng Sakura. Thì em sẽ lên cho mọi người xem. Thì hiện tại miền Bắc đang trở lạnh rồi. Thời tiết đang bắt đầu kiểu hanh khô, lạnh hơn. Thì màu của màu phớt hồng đã lên rất là đẹp. Thì hiện tại em đang có những cây như thế này. Mọi người nhìn thấy không? Có rất là nhiều nụ ấy. Rất là nhiều nụ non. Và màu hồng của cây đã lên rất là đẹp. Có thể nói là mùa đông ở miền Bắc là màu có thể là đẹp nhất của màu cây phớt hồng ấy. Cây nguyên bản mọi người nhé, vẫn là cây nguyên bản và giá là chỉ là 160.000 thôi. Hiện tại thì nụ non nó ra rất là nhiều, mọi người có thể thấy ở trên cành ra rất là nhiều nụ ấy. 160.000 cây như thế này. Anh chị nào chưa có cái giống phớt hồng này thì có thể sưu tập nhé. Sưu tập màu phớt hồng này rất là xinh. Cái nào như thế này, này. Cái nào cũng xinh xắn như thế này luôn. Tiếp theo là màu đỏ lửa. Thì bây giờ em cũng có màu đỏ lửa rất là đẹp rồi. Đỏ lửa thì bây giờ giá lô nhỏ này thì em đang tri ân với mọi người là chỉ 200.000 miễn phí ship thôi mọi người nhé. 200.000 miễn phí ship. Mọi người có nhu cầu đặt hàng thì có thể liên hệ em là số điện thoại 0353 896 808 nhé. Ngoài ra thì em cũng có một cây cẩm thạch nữa. Em sẽ cho mọi người xem. Đây là cây hoa giấy cẩm thạch trắng. Thì cây này em cũng để cho mọi người giá tri ân là 160.000 luôn. Nhỏ nhỏ xinh xinh, cây nguyên bản mọi người nhé. Cây nguyên bản 160.000 luôn mọi người nhé. Rất là đẹp. Đấy, nếu anh chị có nhu cầu mua thì có thể liên hệ em, cũng như là muốn hỏi về các kỹ thuật phân bón chăm sóc hoa giấy thì có thể liên hệ em Trung nhé. Cảm ơn mọi người, xin chào mọi người.